Chúa cùng anh chị em. Và cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến gần và cùng đi với họ. Mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy ngày qua. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay đã là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra và bảo rằng người đã sống lại. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà đã nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ tập ở đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Anh chị em nghe bài tin mừng ngày hôm nay, chị em có thắc mắc là tại sao hai môn đệ này lại bỏ về quê như vậy không anh chị em? Tôi thấy nó có ít nhất là ba lý do này. Thứ nhất là họ nghĩ rằng Chúa Giêsu đã chết.
vị thầy mà họ đi theo mấy năm trời này đã chết thật rồi. Bằng chứng là họ đã nói với lại Chúa Giêsu rằng ông không biết chuyện gì xảy ra hay không, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như hành động trước mặt Thiên Chúa và trước mặt toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta lại nộp người để bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Xong rồi, thầy mình đóng đinh vào thập giá, chết rồi. Chết rồi cho nên họ đi về. Bao nhiêu năm đi theo thầy, bữa nay lại về tay trắng, đi về đuổi gà cho vợ. Lý do thứ hai là họ không tin vào sự phục sinh. Bằng chứng là họ đã nói với Chúa Giêsu là đã 3 ngày nay rồi, các anh em của tôi đã ra ngoài mộ, các bà bảo là như vậy ra, mà người thì chúng tôi không thấy. Và Chúa Giêsu đã phải nói nhắc cho họ biết con người sẽ phải lên Jerusalem. Trước khi đó, Ngài đã nói với các ông rất nhiều lần là Ngài sẽ phải lên Jerusalem, chịu khổ hình, chịu nhục mạ, bị đóng đinh, rồi sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Nhưng các ông không tin. Những lời Chúa Giêsu nói trước đây chỉ như là nước đổ đầu vịt. Và lý do thứ ba đó là họ chẳng hiểu gì về Kinh Thánh cả. Cho nên Chúa Giêsu mới nói là lòng các anh chậm tin, các không hiểu gì về các lời các ngôn sứ. Rồi sau đó Ngài bắt đầu từ Mô-xê, rồi qua các ngôn sứ, rồi Ngài giải thích cho ông các ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Ở trong ba lý do này, tôi thích nhất là cái lý do thứ ba, là bởi vì không hiểu gì về Kinh Thánh, cho nên họ không có biết rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế, sẽ phải chịu chết, sẽ phải chịu nhục mạ, rồi sau đó sẽ sống lại. Bởi vì Kinh Thánh Cựu Ước đối với người Do Thái rất là quan trọng, mà hai ông này không biết gì cả. Kinh Thánh đối với người Do Thái Cựu Ước là cái cuốn chỉ nam để soi đường chỉ lối cho họ, để họ giữ vững niềm tin. Ở trong sách Cựu Ước, các ngôn sứ nói rất nhiều về Chúa Giêsu. Ví dụ như ở trong suốt mùa chay, chúng ta nghe thấy rất nhiều về trích sách tiên tri Isaiah nói nhiều về thân phận của Đức Giêsu Kitô. Chẳng hạn như ở sách tiên tri Isaiah chương 7 câu 14 nói: Vì vậy chính Chúa thường sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Người sẽ mở rộng quyền bính, sẽ lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Thánh Vịnh cũng nói về Đức Giêsu Kitô, thân phận của Ngài và về con người của Ngài, về sự nghĩa là xuống thế của Ngài. Rồi sách tiên tri, các tiên tri như là tiên tri Isaiah, tiên tri Jeremiah, rồi tiên tri Daniel, rồi sách của tiên tri Zechariah, rồi sách Thánh Vịnh cũng nói về cái chết của Đức Giêsu Kitô. Nhưng mà các ông không đọc, các ông không hiểu, cho nên các ông không biết rằng Đức Giêsu Kitô sẽ sống lại. Chẳng hạn như trong sách tiên tri Isaiah nói rằng người sẽ phải chết và máu giao ước của người đổ ra cho muôn người được tha tội. Người đã hiến thân chịu chết đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thật ra người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Ở trong Thánh Vịnh 22 cũng nói về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Lạy Chúa, con thờ muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nào xa vời. Ngày kêu Chúa không lời đáp ứng, đêm van nài mà cũng chẳng yên. Thần sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dễ vui. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ, buông lời mỉa mai. Nó kệ Chúa mặc người cứu nó, người có thương giải gỡ đi nào. Khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, quân lính nhục mạ người. Và sách Thánh Vịnh chương 22 đã nói rất lâu rồi trước đó về những gì mà Ngài sẽ phải chịu ở trên cây thập giá. Nếu hai ông này mà hiểu về Kinh Thánh thì các ông sẽ biết rằng chính Đức Giêsu Kitô là đấng sẽ phải chịu nhục mạ, chịu đánh đòn, chịu đóng đinh và sẽ sống lại. Thưa anh chị em, sau khi họ nghe Chúa Giêsu giải thích về Kinh Thánh rồi thì lúc đó mắt họ mới mở ra, lòng họ mới được ấm lại,
và niềm tin của họ đã được củng cố. Bằng chứng là họ đã nói với nhau rằng dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao. Cho nên vai trò của kinh thánh ở trong đời sống Kitô hữu của chúng ta rất quan trọng. Chính vì thế cho anh chị em thấy ở trong ngày lễ Chủ nhật luôn luôn là có một bài cựu ước. Và cái bài cựu ước đó luôn luôn là nó có một cái chủ đề song song với cái bài phúc âm. Thế mà bài cựu ước mà nói đến người mù thì thế nào ở trong bài phúc âm cũng nói đến người mù. Nếu mà bài đọc một mà nói đến người cùi thì ở trong bài phúc âm thế nào cũng có. Anh chị em để ý mà coi, hai bài đó luôn luôn là song hành với nhau. Thế cho nên ngày hôm nay chúng ta đọc bài tin mừng, chúng ta thấy hai môn đệ này họ mất niềm tin là bởi vì họ không biết gì về kinh thánh. Nhưng mà sau đó họ được củng cố niềm tin và họ tin mạnh vào Đức Giêsu Kitô là cũng nhờ họ đã hiểu kinh thánh. Thì mỗi người chúng ta cũng thế, cũng hãy cố gắng chúng ta đọc và học hỏi kinh thánh. Tôi xin anh chị em rất nhiều lần rồi, mỗi ngày chúng ta cố gắng đọc 5 phút thôi, không cần phải nhiều. Trước khi đến với thánh lễ, anh chị em đọc qua, rồi đọc những cái bài suy niệm, rồi có những cái nào thắc mắc, anh chị em có thể viết xuống, anh chị em có thể hỏi các cha, hoặc là lên internet hỏi những cái website, hoặc là lên trên nữa để tìm hiểu. Thì chúng ta hiểu về kinh thánh, thì lúc đó chúng ta mới hiểu thực sự về con người của Đức Giêsu Kitô. Thánh Geronimo đã nói rằng không biết kinh thánh là không biết Đức Kitô. Nên ước chỉ mỗi người chúng ta hãy làm quen với kinh thánh, hãy cố gắng đọc, đọc mỗi ngày, đọc rồi sẽ quen, đọc rồi sẽ nhớ. Và sau khi anh chị em đến với thánh lễ, khi bước ra khỏi ngôi thánh đường này, ước chỉ mỗi một người chúng ta hãy nhớ là một câu kinh thánh, đem về nhà và sống lời Chúa trong ngày hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng ta biết yêu mến kinh thánh nhiều hơn nữa.